Xin kính chào các bác và các bạn, các anh chị. Hôm nay tôi lang thang trên mạng xã hội thì tôi thấy có nhiều cái phái đoàn là đã đến thăm miền Trung thân yêu, chia sẻ những cái khó khăn về vấn đề thiệt hại về tài sản và con người ở nơi vùng đất đang bị chịu ảnh hưởng lũ lụt. Thì trong sắp tới đây, theo cái dự báo thì có những cái cơn bão sắp tới thì sẽ đi hẳn vào miền Trung. Đây là một niềm rất là âu lo cho bản thân tôi, thì cho các đồng người dân như tôi thì luôn luôn lúc nào cũng hướng về miền Trung thân yêu. Thì tôi mới tìm hiểu thì thông tin trên mạng xã hội thì rất là vui, cũng rất là mừng. Hiện nay thì tất cả những đồng bào người dân trong nước đang hướng về miền Trung thân yêu để cùng hỗ trợ, cùng với đồng bào miền Trung vượt qua cái nạn khó khăn này, tai kiếp này. Thì trong đó nó có thiệt hại, kể cả những đề quân nhân của quân đội là cũng đã hy sinh vì dân, vì đồng bào đã ngã xuống, là nay cũng là 40-50 người về vấn đề mà cứu hộ cứu trợ thiên tai cho đồng bào lục miền Trung. Thì rất nhiều phái đoàn đã có những cái tinh thần là rất cao về vấn đề đóng góp, về vấn đề tài chánh, về lương thực thực phẩm, là nói chung là rất là nhiều về vấn đề là đóng góp. Trong đó có công sức của nhiều người người cũng có tiếng tăm mà đã đi lặn lội đường xá xa xôi mà đem cái tấm lòng của một tấm vòng vàng của mình để đến tới người dân miền Trung. Đấy là một cái điều mà nhân văn, rất là vấn đề mà chúng ta phải cổ vũ tinh thần, và chúng ta cũng phải là bản thân trách nhiệm, chúng ta cũng phải có sự đóng góp, vì chúng ta là người dân Việt Nam, chúng ta là cùng một là người dân Việt Nam cùng dòng máu, chúng ta cũng phải chia sẻ bất cứ giờ nào đối với người dân miền Trung. Thì trên mạng xã hội tôi thấy có những cái nhân vật có tiếng lắm, thì điển hình như là có một tôi thích có một cái cô ca sĩ Thủy Tiên gì đó. Thì cô này thì nói chung là một cái ca sĩ, nhưng mà nhìn vô cô ra đi cứu trợ đồng bào lục miền Trung thì chúng ta không nhìn, không thấy biết. Nếu ai không biết thì cũng không biết đây là một cái ca sĩ, không, một nghệ sĩ có tên tuổi, là có sự đóng góp rất là to lớn trong vấn đề mà là lũ lụt miền Trung này, từ tinh thần cho đến vật chất, vận động được nhiều người đồng nghiệp bạn bè thân hữu của cô ta để mà có một cái chuyến đi gọi là thành công để mà xả thân vì đồng bào lũ lụt, thì điều đó là rất là trân trọng. Thì song song đó thì tôi thấy có một người mà tôi tìm hiểu vì có những bức ảnh mà dễ ứng đối với tôi, thì tôi tìm hiểu đến thì tôi tra lại những cái thông tin ở trên mạng xã hội gần đây nhất, thì tôi mới biết rằng anh này là Nguyễn Lân Thắng. Là theo thông tin mà tôi tìm hiểu rằng những video trực tiếp của việc vi sinh thì tìm đến nhà của Nguyễn Lân Thắng này với một cái thái độ. Nguyễn Lân Thắng này thì theo cá nhân tôi thì đánh giá là ông này là một tên, rồi dí cho tên này là một tên phản động, phản hành động trước những cái nỗi đau của người dân, mà ông ta lại đi cứu trợ với một cái thái độ hờ ơ, không có thành tâm thành ý. Mà tôi nhìn thấy những bức ảnh của anh ta, mà đặc biệt một điều quan trọng là tôi thấy có một cái phóng sự, một cái phóng viên của VTV mà đi phỏng vấn cái một anh Nguyễn Lân Thắng này, mà cái dư luận mạng xã hội hiện nay là vạch rõ, là có những cái clip và những cái hình ảnh rằng ông Nguyễn Lân Thắng này là một trong những người có cái hành vi, có cái tư tưởng chống đối lại đảng nhà nước ta, mà phóng viên VTV là thiếu thông tin, thiếu tìm hiểu kỹ mà nhân vật mà mình muốn phỏng vấn thì phỏng vấn nhầm một cái tên, gọi là tôi thấy với một cái tư cách là chống đối, lộ ra cái bộ mặt là phản động. Thì tôi tra cứu thêm thì tôi thấy được có những cái bài viết của anh ta trên Facebook là bêu nhọ, bôi xấu, hạ nhục danh dự ngành quân đội nhân dân Việt Nam, rồi ví 13 cái cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam rồi đã hy sinh vì đồng bào miền Trung, mà anh ta lại viết trên những cái Facebook của mình là đi 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 tham quan, đi chơi chứ đi cứu trợ gì,
bị tai nạn, thì đây là một những cái lời lẽ mà phải nói rằng là chúng tôi cần phải kịch liệt phản động, phản đối một cách mạnh mẽ, và đề nghị các cơ quan chức năng là phải có biện pháp mạnh đối với tên Nguyễn Thượng Thắng này, vì anh ta thể hiện rõ từ một bản chất cho đến một cái cung cách nói chuyện của anh ta, trước cái một cái nỗi đau có mất mát về các chiến sĩ đã hy sinh, mất mát những đồng bào ở miền Trung, là có những cái thiệt hại quá lớn, quá nặng nề. Hậu quả này còn phải khắc phục 1-2 năm sau chứ không phải đơn giản. Trước cái nỗi đau thế mà anh ta đi cứu trợ, hay là anh ta đi du lịch, hay là anh ta đi để đi chụp hình để bôi nhọ. Những cái hình ảnh anh ta mà tôi đã xem thì đứng những cái tiêu đề mà đảng và nhà nước ta, thì anh có những cái biểu diễn khuôn mặt và những cái hành động đi ngược lại những cái tâm và cái tính của một cái con người khi đi viện trợ, đi cứu trợ cho đồng bào lũ lụt. Hình như là anh ta là có một cái tư tưởng là mày ghi lại những hình ảnh đó mục đích là để chống phá nhà nước, để bôi nhọ danh dự nhà nước, bôi nhọ đảng, bôi nhọ nhân dân. Rồi có những cái tôi thấy là ông này có một cái biểu hiện là xuyên tạc, dùng hình ảnh của mình để xuyên tạc những cái lũ lụt vừa qua, cho nên là tôi phản đối, tôi kịch liệt phản đối, mà cần phải có những cái biện pháp mạnh đối với cá nhân lợi dụng những cái tình huống như là lũ lụt như thế này mà nâng bốc lên cho bản thân mình, và nâng bốc lên một cái tổ chức mà gọi là anh ta là Nô U, mà theo như tôi tìm hiểu là Nô U là một cái tổ chức phản động rất rõ ràng, rất rõ ràng, không thể chối cãi được. Khác lại cái hình ảnh một cái cô ca sĩ mà Thủy Tiên mà người ta đi cứu trợ bằng một cái tâm, bằng một cái tấm lòng trong sáng, bằng tấm lòng thật, quên thân mình mà xả thân vì thân mình, để mà bằng mọi giá đưa những cái gói hàng cứu trợ tới tân điểm nhà dân. Điều đó một là điều là rất trân trọng. Còn tên Nguyễn Lương Thắng này với cái hành động đi cứu trợ nhằm mục đích lấy hình ảnh để làm xuyên tạc, chụp hình với những cái tiêu đề mà người ta đang gắn bảng, thì anh ta là những cái khuôn mặt anh ta là thể hiện phản cảm đến những cái tiêu đề trên đó. Con người này là phải xem xét và phải có những cái chế tài biện pháp mạnh. Tôi đề nghị là các cơ quan chức năng phải theo dõi sát tên này, vì những hành vi này rất nguy hiểm, đi lại là ngược lại chính sách đảng nhà nước anh ta. Và tư tưởng ông này tôi nhìn thấy những cái hình ảnh là tôi đã đón ngay con người này là một trong con người là chống đối. Từ cái tư duy, từ cái suy nghĩ, từ cái hành động, anh ta là không thể nào mà chối cãi được những hành vi đó. Rồi là tôi xem một cái trở lại tôi xem cái clip của việc Vision, rồi bố trí những anh em cán bộ, cựu cán bộ, cựu quân nhân là đã tìm tới nhà của anh ta để vạch mặt hỏi tội vì sao là bôi nhọ lãnh tụ Bác Hồ, có những cái lời lẽ đăng lên Facebook rồi đó, chống đối đảng và nhà nước ta. Điều này chúng ta cần phải nghiêm trị một cách mạnh mẽ bằng cái hình thức là cao nhất là xử lý anh này đến nơi đến chốn, ngăn ngừa những cái hệ lụy về sau, những cái tổ chức và những cái con người mà bắt chước theo cái tên Nguyễn Lương Thắng này thì gây ảnh hưởng xấu cho xã hội vô cùng. Mong rằng là VTV cũng kiểm điểm lại cái nhân viên mà đi phỏng vấn một tên mà không biết là một tên này là một tên chống đối nhà nước vô cùng luôn. Phỏng vấn đề nghị là không biết là có phát hay trên kênh truyền hình VTV không, mà tôi đề nghị là phải xem lại cái con người này có xứng đáng để phỏng vấn, để đưa truyền hình hay không. Thì dư luận mạng xã hội và sự đánh giá cá nhân của tôi là đây là một tên phải nói rằng là phản động rất rõ ràng, không thể chối cãi được, bằng những hành vi, bằng những hành động đều thể hiện trên mạng xã hội. Mà ngoài đời anh ta cũng là một thể hiện một cách rất là lộ liễu,
Cho nên là tôi đề nghị các cơ quan chức năng là phải giám sát, theo dõi bằng mọi hành động của tên này, để mà có những hình ảnh mà sẽ đăng lên Facebook là ảnh hưởng xấu đến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện cho thế lực bằng chống cộng cực đoan để mà đánh phá Đảng và Nhà nước ta, thì nói lên cái tâm tư này thì mong rằng là cái lời nói tôi được truyền đạt lên cho các người nên cảnh giác về tên Nguyễn Lương Thắng này. Xin chào và tạm biệt các bác và các anh chị. Giữ đất tổ quốc lẽ lên hình tia chớp ngăn tù.